Thời gian vừa qua, do các hồ tự nhiên trong khu vực dự án sân bay Long Thành không đủ cung cấp nguồn nước tưới, nên các nhà thầu thi công gói thầu sang nền thoát nước đã cho đào thêm 10 hồ chứa nước để cung cấp nguồn nước cho công trường này. Xin chào quý vị, hiện giờ thì phóng viên Báo Giao thông đang có mặt tại khu vực thi công gói thầu sang nền trong công trường thi công sân bay quốc tế Long Thành. Theo thống kê thì hiện tại đang có hơn 10 ao đã được lực lượng thi công cho đào để mà lấy nước cũng như là cung cấp nước cho các xe bồn đưa về tưới nước cho khu vực công trường nhằm để mà giúp cho giảm thiểu cái tình trạng bụi bão bụi đang hoành hành trong cái thời gian vừa qua. Dạ thì tầm là 6 giờ thì em đã giao ca là bơm xe nước rồi. Là khoảng 6 giờ là em bắt đầu bơm. Bơm công việc thì một ngày là bơm tùy theo công việc và tiến độ của công trình thi công thôi. Nó rơi vô tầm khoảng đến 21 giờ đến 22 giờ đêm. Đó, là bơm xuyên suốt lại luôn. Trưa thì nghỉ ăn cơm xíu là bơm thôi. Dạ thì như cái hồ này thì đáp ứng cho đủ khoảng là mấy chục xe đây là bơm là liên tục. Nếu mà tính theo cả ao tự nhiên và ao mà nhà thầu từ tàu thì nó phải trên khoảng 15 cái ao để sử dụng cho mục đích tưới nước. Thứ nhất là vừa thuận tiện cho cái công đường tưới nước. Thứ hai là có thể là sử dụng những cái ao tự nhiên nhưng mà trong dự án, nhưng mà đến một cái thời điểm thì cái ao tự nhiên này sẽ bị săn lấp thì mình có thể sử dụng những cái ao đào để khắc phục những cái tình trạng tưới nước. Thì trong cái mùa khô nắng nóng cùng kèm theo với cái gió lớn thì nhà thầu cũng đã tích cực triển khai để hoạt động liên tục để tưới nước liên tục các xe vận chuyển. Thì hiện nay các xe cũng đang thường xuyên đi lấy nước để tiến hành vận chuyển để tưới nước ở trên các cái cung đường vận chuyển cũng như là khu mặt bằng của dự án để hạn chế tối đa nhất cái lượng phát sinh bụi ra môi trường xung quanh. Đỡ bụi chứ không bụi như mọi bữa trời ơi nhìn lên bầu trời nó cái đỏ nó bay. Thế bản nó tưới tắm thế nào ngoài đó. Ừ. Hôm trên TV nó cũng phản đấy, nó cũng nói. Ừ, quá học sinh nó học nổi đâu.